Hello, xin chào các bạn đã đến với video hướng dẫn và dạy hát hay của mình. Mà hôm nay mình sẽ đến với series là dạy hát hay như Quân AB với ca khúc Bông Hoa Đẹp Nhất. Series này là series năm 2021 nên mình sẽ có nhiều cái ca chia sẻ trong một cái quá trình mà mình đúc kết được á, thì mình thấy là kiến thức này sẽ rất là có ích cho các bạn. Ok, mình cùng nhau tập luyện nha. À, bây giờ trước khi mà vào tập luyện á, thì mình sẽ hát mẫu một chút để cho các bạn có một cái góc nhìn. Ok ha, mình sẽ hát bài Bông Hoa Đẹp Nhất với đúng tông của Quân AB luôn, là bài tông 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 đô trưởng. Ok. Dần nhạc. Mai sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Còn tim anh cứ ngờ là duyên số, thì ra đó chỉ là chuyện hư vô. Lý do chia tay là gì em có biết không? Chưa được khúc rồi, nhanh quá. 2, 3. Vì em không yêu anh như anh yêu em, vì em xem anh chỉ là nhất thời. Người mới chơi với anh, người mới chơi với như anh, làm sao anh mà có em. Mai sau này xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi gặp lại nhau em vẫn ôm ai, hay em sẽ né tránh ai? Chỉ dám buông đôi câu chào sau này anh sao? Ok, giọng Quân AB là một chất giọng rất rất đặc biệt, phải nói là hay. Ok, phải nói gọi là hay, và nó có nhiều điều thú vị lắm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về sự thú vị của giọng hát Quân AB, một ca sĩ cũng đang rất hot hòn hòn. Khi ra mắt ca khúc nào, giọng Quân AB cũng ca khúc của Quân AB cũng luôn luôn đứng top. Không phải bởi vì là bạn ấy có một cái công ty truyền thông hay một đội truyền thông hỗ trợ quảng cáo quảng bá cái hình ảnh thương hiệu, mà bởi vì thật sự giọng hát của Quân AB là một điểm mà mình thấy là rất thuyết phục từ kỹ thuật thanh nhạc cho tới cảm xúc, thì kèm với một ca khúc hay nữa và phù hợp với giọng hát của bạn đó nữa, thì thành công là chuyện đương nhiên. Với chất giọng của AB thì với ca khúc này á, thì nó rất là phù hợp với chất giọng ballad cần sự tình cảm ấm áp và dày dặn, thì Quân AB là một chất giọng bẩm sinh là đã dày rồi. Nó sorry. Nó có một giọng Quân AB nó có một cái độ dày, độ ấm áp là do là bạn ấy khi mà bạn hát á, bạn sử dụng giọng ngực rất nhiều. Người ta còn hay gọi là giọng chest voice. Và hôm nay mình nghiên cứu xem chest voice hát như thế nào để làm sao cho giống được cái giọng của Quân AB. Hay như Quân AB mà. Thì nếu như mà các bạn xem trên kênh của mình mà hát được như Quân AB là họ có tiềm năng trở thành ca sĩ trong tương lai rồi đó, đúng không? Ok nha, mình cũng đi theo mình nghiên cứu, mình phân tích thần tượng của mình hoặc là bạn một người mà mình yêu thích giọng hát. Ok, với ca khúc Bông Hoa Đẹp Nhất. Thì giọng Quân AB bây giờ mình làm mẫu thử nha. Khi mà Quân AB hát thì thường thường Quân AB thường đưa cái hơi vào trong ngực để hát giọng ngực. Mình cố gắng mình đưa cái hơi, mình đừng có đưa hơi lên cao quá, đưa hơi lên trên miệng, trên cổ nè, trên miệng hay trên ốc, thì lúc đó nó sẽ ra cái giọng này.
giống như là mình đang đưa hơi lên trên ốc à, đó, để chơi lên trên trên đầu. Thì mình sẽ hát cái giọng như thế này nè, đó, thì nó bị chói. Bây giờ mình đưa xuống. Ok, thì mình sẽ hát cái giọng như thế này, thử xem coi là nó có giống giống được giọng Quân AB một chút nào không nha. Ok. Mãi sau này anh mới biết. Các bạn thử xem coi mức độ giống nè, bao nhiêu phần trăm giống là được rồi, còn giống bao nhiêu phần trăm đó là cái màu thôi, còn mình cũng không nên giống bao nhiêu phần trăm. Mình cố mình tạo ra một cái màu giọng mà nó ấm áp, nó tình cảm như là Quân AB để nó hát phù hợp với cái thể loại này, chứ không phải là mình cố mình bắt chước y chang giọng Quân AB. Mà bạn nào bắt chước được thì bạn cứ bắt chước nha, còn riêng bản thân mình thì mình bắt chước không được, tại mình là giọng tenor. Mình bắt chước được giống 50% là hay rồi, là giỏi lắm rồi, để mình giữ được, để mình lưu lại được cái chất giọng, cái màu ấm đó, mình hát nghe nó có tình cảm hơn, nghe nó bắt tai người nghe hơn, mà chính bản thân mình nghe nó phê hơn, đúng không? Ví dụ như vậy ha, là mình hát nào. Mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh, đúng không? Mọi người thử hát một lần nữa nha, với mình nha. 2 3. Mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh. Rồi bây giờ mình thử nha, mình đưa tay rồi mình giữ cái, mình đưa tay vào ngực nè, rồi mình gung, mình đưa nhẹ thôi cái hơi của mình vào trong ngực, mình phải điều khiển được cái làn hơi, đưa nhẹ hơi vào ngực nhẹ nhàng thôi, và mình hát cái lượng hơi nhẹ như thế này, mình hát từng chữ nè. Mãi sau này anh mới biết, từng chữ thôi nha. Bông hoa đó không phải của anh. Ok, thử một lần nữa nha. 2 3. Mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh. Tiếp luôn nha. Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Ok, cái đó là cái màu của Quân IP đó. Còn bây giờ mà các bạn muốn giống nó nhiều hơn nữa, hơn 50%, thì bây giờ mình tập cái hơi rồi. Ok, bây giờ mình làm tập cái khẩu hình của mình. Khẩu hình của mình ráng mở làm sao cho nó tròn nhất, nó tròn trịa nhất. Và hát cố gắng là đưa cái âm ơ mô nhiều, âm ơ, và làm cho cái khẩu hình mình tròn lên, để cho cái giọng của mình nó dày lên một chút xíu. Kết hợp hai cái này lại thì nó sẽ như thế này, kết hợp giữa cái hơi ngực, mình dùng cái hơi ngực luôn đó cho các bạn dễ hình dung, là tác động hơi vào trong ngực ha, và khẩu hình miệng là mở ra, và sẽ kết hợp hai thứ lại với nhau sẽ như thế này. Mình sẽ hát chậm nha. Mai mai sau này anh mới biết, mai sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh. Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng ngày mùa hoa đẹp nhất, đúng không? Các bạn có thấy cái màu nó bắt đầu nó dày rồi đó. Thử nha. 2 3. Kết hợp hai cái giọng giọng ngực, hơi ngực và khẩu hình miệng mò, tiếp tục chơi. Mai sau này hát nhẹ nhàng thôi nha, đừng có gồng quá nha. Mai sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Rồi ok, cố gắng đi câu tiếp theo luôn nè, y chang như vậy luôn, từ đầu tới cuối mình giữ cái màu đó. Còn tim anh cứ ngờ là duyên số, đó dày chưa, là duyên số thì ra đó chỉ là chuyện hư vô, lý do chia tay là gì em có biết không. Đó, nghe ghê không, giọng của mình nè, đó, khi mình nói chuyện âm thanh mình ở trên cao không à, thì giọng mình là giọng tenor, tenor là giọng cao,
Cao là do vị trí âm thanh ở trên cao nên cái giọng, cái màu giọng của mình nó sẽ bị cao. Còn giọng nam trung thì họ sẽ sử dụng cái khoảng vang bên dưới nhiều hơn, bên ngực nhiều hơn để nó ấm áp. Thì giọng của Quân EP là giọng nam trung đó, chứ không phải là nam cao. Rồi ok, nhưng mà bạn đó có một kỹ thuật thanh nhạc, một bản năng tốt thì bạn có thể hát cao. Nhưng mà thực tế với một giọng nam cao thực thụ thì giọng của bạn Quân AB sẽ không thể nào mà bằng được giọng nam cao thực thụ, giống như là giọng của mấy 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 anh chị bên M4U, nhóm nhạc M4U ngày xưa đó, thì giọng mong 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 đó là chuẩn nam cao, còn những bạn bây giờ là chuẩn nam trung. Ok ha, ok nha, hai cái màu khác nhau, các bạn cảm nhận được không? Đó, mình nói chuyện là nam cao nè, đó nghe không? Nghe giọng mũi không đó, nghe cao 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 bay 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 đúng không? Còn giọng nam trung là dưới đây nè. Rồi ok, thì bài này rất là điệp, đoạn đầu nó có bốn câu duy nhất à, nó vô chủ yếu là nó vô điệp khúc. Vậy thì mình sẽ hát lại một lần nữa rồi mình sẽ vào điệp khúc luôn nha. Mình sẽ đi chậm từ từ để các bạn bắt được cái cảm giác đó. Nhớ nha, kết hợp giữa cái hơi ngực nhẹ nhàng, hơi mà đã gọi là hơi thì đương nhiên là nó phải nhẹ, chứ không thể nào hơi ngực mà nó ào ào như là lực ngực vậy. Ê ê, đâu có hơi ngực thôi, để nghe nó thoải mái nhẹ nhàng. Rồi sau đó nó bớt căng thẳng cái cổ họng lại. Rồi sau đó là cộng với cái khẩu hình miệng nó thêm một âm ơ nữa tròn trịa rồi. Mai sau này anh mới biết đó. Ok nha, vô nha. Mọi người cùng tập luyện nha. Mai cái nhẹ nhàng nè. Mai sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Còn tim anh cứ ngỡ là duyên số, thì ra đó chỉ là chuyện hư vô. Lý do chia tay là gì em có biết không? Rồi, cố gắng nha. Rồi bây giờ mình phải bình tĩnh nè, qua khi điệp khúc á, là mình phải bình tĩnh, mình vẫn cứ giữ cái màu ở đó, cái màu ở cái giọng ngực, hơi ngực và cái khẩu hình miệng cứ giữ như vậy, không cho nó di chuyển lên cao để rồi nó bị cao hành quản. Để rồi nó hát nó bị mất cái màu ấm áp tình cảm. Ok, giữ cái sự ổn định của giọng hát nè. Vô. Vì 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 đẹp, vì vì giọng ngực mà vì đó. Ok, bắt cái tông này nha. Vì vì em không yêu anh như anh yêu em, vì em xem anh chỉ là nhất thời người mới. Đừng đừng đừng, mình đang cố mình giữ ở ngực, đừng có để cho nó lên cao, rồi một chút xíu nữa mình dùng lực vào. Ok, các bạn tập cái này cho quen nè. Người mới chơi với như anh, làm sao anh mà có em, mai sau này xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu, người mình từng thương giờ như hai người xa là đã biết hết về nhau. Ok, mình tập lại một lần nữa nha, từ từ từng câu thôi. Vì vì em, vì em, vì mở tròn miệng nè, bây giờ vì từng chữ trong mình phải bắt được cái cảm giác, mình phải làm sao mà mình để đưa được cái cảm giác vào, nó giữ nguyên cái cảm giác đó chứ 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 chưa gì hết, đừng có tập vội vã, từ từ từng chữ một thôi. Vì hơi ngực nè, vì vì mở tròn nè, vì vì em không yêu anh như anh yêu em, vì em xem anh chỉ là nhất thời, đó từng chữ thôi. Người mới chơi với như anh, làm sao anh mà có em, mai sau này
xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường hiu ai biết đâu, người mình từng thương giờ như hai người xa là đã biết hết về nhau. Tiếp tục được nha, từng chữ mình đang hát rất chậm để cho các bạn quen đó. Rồi tiếp tục nè. Sau này gặp nhau anh muốn biết, mùa hoa đẹp nhất anh có nhớ gì? Từng chữ thôi. Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì, mà điều gì làm em quay đi? Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm anh. Từng chữ thôi. Hay em sẽ né tránh chào sau này anh sao? Ok, thú vị, có một cảm giác rất là thú vị khi mà đang cái giọng của mình đang ở trên cao, tự nhiên nó bay, giọng mình là giọng tenor này, nó bay trên cao, tự nhiên bây giờ mình phải xuống thấp như vậy. Có một cảm giác rất là thú vị. Ok, thì đó là cái lý do là tại sao mình có thể điều khiển giọng hát của mình theo đúng những gì mình muốn. Đó, cái điều luyện nó ở chỗ cái người học thanh nhạc là vậy. Cái người mà không có học thanh nhạc á thì khó có thể là điều khiển theo đúng cái mình muốn lắm. Làm sao được? Mình hát bằng bản năng thôi. Còn muốn điều khiển là phải có thời gian rèn luyện. Đó, thì mình điều khiển. Wow, đã không? Đây là hát những cái bài thấp. Và sau này mà cần cái bài những cái giọng cao. Như thế này mình đang nói chuyện như thế này là mình đang sử dụng những cái khoảng vang ở trên cao, thì các bạn nghe cái màu giọng nó sẽ khác nhau. Thì có những cái bài nó cần như vậy. Vì anh không yêu anh như anh yêu em, vì anh xem anh chỉ là nhớ thời, người mãi chơi với như ai. Đó, sẽ có những cái bài nó cần những cái khoảng vang ở trên cao như vậy. Thì câu chuyện nó tính ra mình đang nói hát hay như Quân AP, mình đang khai thác những cái yếu tố về giọng hát. Tại sao Quân AP lại có mấy chất giọng hay đó vậy? Bởi vì giọng AP có một cái kỹ thuật trong đó, mà cái kỹ thuật đó rất là hay, vì vậy nó hay vậy thôi. Ok, và sau đây mình sẽ hát tiếp nha, và các bạn cùng nhau hát theo mình cái đoạn sau. Mãi sau này anh mới biết. Hát từng chữ nha. Người đó không phải người yêu anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng ngày người cô đơn nhớ. Thì thầm vài câu mình nói yêu nhau, thế nên chuyện tình mình chẳng tới đâu. Lý do chia tay là gì em có biết không? Vì em không... À vậy thì phúc đâu. Vì em không yêu anh như anh yêu. Vì em xem anh chỉ là nhớ thôi. Người mới vẫn giữ ở đây nha. Người mới đừng mình đừng có để nó bị cao thanh quản, nó dâng lên đâu. Những cái giật nè, những ngực nào mới có thể mạnh lên một chút xíu để tạo cảm giác nó căng. Vì em xem anh chỉ là nhớ thôi. Mình xem ảnh nha. Người mới chơi với như anh, làm sao anh mơ quay nhẹ lại liền. Làm sao anh mới có em, mai sau này xa nhau anh mới thấu. Nhẹ lại, giữ tình cảm chứ đừng có căng quá. Mới thấu, suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu. Người mình từng thương, giờ như hai người xa lạ đâu. Đã xa là đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau anh muốn biết, mùa hoa đêm nhân anh có nhớ gì? Vẫn cảm giác đó. Ngày những bạn muốn nhẹ hay mạnh? Mạnh đi ha. Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì, mình dùng sức vào trong ngực mình một chút xíu. Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì. Đó, lại lần nữa nha. Ngày đó dùng sức một chút thôi, đừng có dùng sức nhiều nó bể. Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì, mà điều gì làm em quay đi? Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm anh, hay em sẽ né tránh anh? Chỉ dám
sao dạo này anh sao. Ok, lên tông nào. Sao trời, lên một tông ghê vậy. Sao khi mà mình lên tông á, các bạn để ý là các bạn cũng phải bình tĩnh. Có thể là các bạn dùng lực vào trong trong ngực của mình một chút thôi, chứ đừng nhiều quá. Nhiều quá nó bị trend, nó bị vỡ, bị bể thì nó không ok ha. Mình dùng hơi á, dùng hơi, mình dùng hơi đi, hơi và lực một chút thôi, lên một tông không quá nhiều đâu. Hiểu. Ok. Sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đẹp nhất anh có nhớ gì. Ngày đó, đó chút thôi, ngày đó yêu nhau lúc xuân thì mà điều gì làm em quay đi. Cái chữ này là quay đi, vẫn giữ ngực nha, không thể nào mất ngực được. Nếu bạn bị hát bị quay đi, bạn lo bạn hát bạn gướng lên á, mọi người có một cái thói quen là khi mình hát mình gướng lên quay đi thì nó vô tình cái ngực nó kéo ép lên cái cổ và chặn cái phạt, chặn cái phạt cao thanh quản. Hết hát luôn, vẫn phải giữ ngực đó. Cái khoảng vang của mình á, mình có một cái bài mẫu về giảm giải bớt cái âm thanh đó, phân tán âm thanh đó. Các bạn có thể lên một cái bài mình livestream hướng dẫn hát không bị tắt đè cổ á đó. Một cái bài mình livestream trong mạng, mình có livestream có hai bài thôi, bài thứ hai đó. Phải luôn giữ được cái âm thanh bên dưới đó thì mình hát sẽ là cái câu là như thế này. Nếu bạn giữ được thì bạn sẽ hát được như thế này: ngày đó yêu nhau lúc xuân thì mà điều gì làm em quay. Mà điều gì làm em quay đi. Nhẹ vào ngực nè. Mà điều gì làm em quay đi. Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm ai, hay em sẽ né tránh ai. Sẽ né tránh ai. Sẽ né tránh ai. Đó, vẫn giữ cái ngực. Thêm một chút lực thôi, vào ngực đừng vào cổ. Ok. Sẽ né tránh ai, chỉ dám buông nói câu, chỉ dám buông nói câu chào dạo này anh sao. Ok, như vậy là đã hát hay rồi đó. Cái giọng nó ra cái màu của quân AP rồi đó ha. Các bạn xem kỹ và cảm nhận từng những cái yếu tố mà mình đã chia sẻ và mình nhấn rất nhiều, là chỉ có hai cái thôi: tác dụng tạo màu cho cái giọng hát của mình bằng cách tác dụng hơi vào trong ngực, nó là hơi ngực để nó tạo ra cái màu chest voice một cách nhẹ nhàng bình tĩnh nhất, và thứ hai là tạo một và thứ ba là khi mình hát cao hay là những nốt căng thì mình sẽ tác động hơi và lực vào trong miệng, trong ngực để nó giữ được cái ngực lại, nó không bị cao thanh quản thì bạn sẽ hát được. Ok, và sau đó bạn truyền cái tình cảm vào trong bài hát như thế này. Ví dụ nha, với tình cảm mình nhả từng chữ, nếu các bạn xem video của mình biết chỉ cần nhả từng chữ thật là tình cảm như là mình đang kể chuyện ha, thì mình thử một chút xíu nè. Sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đẹp nhưng em có nhớ gì. Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì mà điều gì làm em quay đi. Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm ai, hay em sẽ né tránh ai. Sẽ né tránh ai. Chỉ dám buông đôi câu chào dạo này anh sao. Đó, một cách hát mà mình nghĩ là nếu như các bạn xem kỹ video này, các bạn sẽ có đúc kết gì đó, một cái điều gì đó rất là hay về mặt kiến thức thanh nhạc, và cái nhận biết được là mình phải hát như thế nào, hạn chế chặn ở cổ mà là dùng sức, dùng hơi chặn ở ngực. Ok, một điều là rất thú vị, mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Chúc các bạn sẽ thành công và hát hay như quân AP, và nhớ có những cái ý kiến đóng góp, bạn có cái gì hay ho
có gì khó khăn hãy cứ comment lên nha, mình sẽ giải đáp và mình sẽ thường xuyên xem video những cái comment đó mà mình sẽ giải đáp cho các bạn. Những bạn nào may mắn nhất có câu trả lời hay nhất, còn những bạn nào mà khen mình thì mình cảm ơn, còn những bạn chê mình thì mình cũng cảm ơn, và những bạn có những cái câu trả lời rất là chung chung thì mình cũng cảm ơn. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại với những video tiếp theo, bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.